Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã xảy ra một số vụ cướp giật khiến người dân hoang mang lo lắng. Trước tình hình đó, lực lượng công an Hà Nam đã tăng cường tuần tra kiểm soát các địa bàn, nhất là trên các tuyến giao thông để nhanh chóng phát hiện và trấn áp các loại tội phạm này. Với thủ đoạn dùng xe mô tô không mang biển kiểm soát để theo dõi, quan sát người tham gia giao thông sơ hở, sau đó bám theo nhằm cướp giật tài sản. Từ đầu tháng 5 đến khi bị bắt giữ, hai đối tượng này đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và thị xã Duy Tiên, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tôi và Đặng Quang Hưng đã cướp trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận 3 vụ cướp giật tài sản. Một đầu vụ vào mùng 7 tháng 5 ở trên Duy Tiên được một chiếc túi xách trị giá 2,5 triệu, trong đó chiếc túi xách đó có chứa 2,5 triệu tiền mặt. Vào ngày 9 tháng 5 thì tôi và Đặng Quang Hưng có giật một chiếc ví, trong chiếc ví có 1.704.000. Và ngày mùng 10 ở Hoa Lư, Ninh Bình, tôi và Đặng Quang Hưng giật một chiếc túi xách, trong đây có 700.000. Tất cả số tiền thì tôi và bị cáo Đặng Quang Hưng dùng để tiêu xài cá nhân. Khuyến cáo người dân nếu như không có việc cần thiết thì không nên đi qua những tuyến đường giao thông mà vắng người qua lại. Đặc biệt với chị em phụ nữ khi đi ra đường thì nên có cái chủ động bảo vệ cái tài sản của mình, như tất cả những cái tài sản cá nhân như điện thoại di động, túi xách thì nên để ở trong cốp xe, không nên để vào. Hai nữa là khi mà đeo đồ trang sức thì nên có áo chống nắng phủ bên ngoài để làm sao mà hạn chế đến mức tối đa những cái sơ hở để tội phạm có thể lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Để những chiêu trò thủ đoạn này không còn đất diễn trên địa bàn, cùng với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, thì bản thân mỗi người dân khi tham gia giao thông hãy tự bảo vệ mình bằng cách nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, không sơ hở khi mang theo tài sản để kẻ gian lợi dụng gây án. Khi thấy các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời điều tra làm rõ.